morning. Đi pick up anh Tùng Minh với cả cô Thanh, mẹ anh Tùng nữa. Từ đây sang, từ Sunshine sang Springvale mất khoảng 15 phút. Nhưng không hiểu sao map lại show là 1 tiếng 15 phút. Okay, let's see. See ya. What's your point by saying that? What's any of your points besides? Maybe there is a problem with alcohol. You know, what? Bây giờ là 7 giờ 15. I wouldn't read reading. Be mindful. This is maybe feel. Anyway, 7:15 và các bạn mới bắt đầu đi. Maybe. Mình đang đợi cho xe nó nóng một tí xong rồi mình sẽ chạy đến Springvale đón nói chung là bạn của mẹ của Huyên để đi đối tuyết. Bây giờ chúng mình chưa ăn gì cả. Trời ơi, đói nữa là không có anh ăn cơm, mấy bát cơm. Nhưng mà anh ăn mỗi một bát à? Ok. Rồi, tí nữa sang Springvale đón mọi người xong thì mình sẽ vlog tiếp. Bye. Đây là cảnh tượng Melbourne 8 giờ sáng trên freeway. Oh my god. Oh my god. Quay clip đến khi nào cô về làm tặng cô. Kỷ niệm. Cháu hay quay đấy, kỷ niệm. Mấy lên tít cho là mày có nhỉ? Anh em mình đi vào đây trước nhỉ? Nhiều xương không? Nhiều. Nhiều xương mà nhỉ? Ừ, nhiều xương ơi. À, vào thuê đồ đi, vào đây đi. Lạnh quá, âm 2 độ. Quang đi đó, đúng rồi, như đây này đó. Đúng rồi. Dốc hơn tí này đủ.
Đấy, cô ngồi vào, cô ngồi vào, cô ngồi vào đã. Hai chân lên. Rồi, đặt hai chân lên. Rồi, giờ cho đẩy thôi nhá. Tắc, tắc, tắc. Đâm. Anh em kinh chuyển. Ôi, hay quá. Nhìn thấy luôn á. Quá đẹp luôn á. Tuyết rơi này, tôi nhìn biết này. Oh my god, tuyết rơi đã bao bì. Không, không quay được. It's snowing, it's snowing. Cái này là cái gì nhỉ? Như kiểu sóng biển. F1 đấy luôn. Mọi người đang ăn uống rất là nhiệt tình. Show you.